Các bạn thân mến, nếu một ngày nào đó bạn phát hiện ra bí mật về giới tính đời mình, bạn là gay, bạn sẽ làm gì? Hụt hẫng, buồn đau, thất vọng. Hay là chấp nhận bản thân mình để sống vui, sống có ý nghĩa cho cuộc đời? Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện, thông điệp của chúng tôi nhé! Nam bước vào nhà với khuôn mặt hốc hác, mắt trừng lên với vẻ đầy oán hận. Bà Trung thấy con về nên xuống lại hỏi: "Ăn gì chưa con?" Không nói không rằng, Nam lên phòng đóng sập cửa lại. Bà già thấy con như vậy, gặng hỏi cũng không được gì hơn ngoài bốn chữ: "Mẹ để con yên." Gia đình chỉ có hai mẹ con, bà Trung tự hiểu được những tâm tư sâu thẳm trong lòng con. Đã hơn một lần, bà nghẹn khóc thầm khi nhận thấy con mình là một thằng BD. Nó yêu một đứa con trai trong lớp và hình như hai đứa rất yêu nhau. Bà biết điều đó khi vô tình xem được lá thư của hai thằng trao qua lại với những lời lẽ yêu đương trau chuốt mà bà chỉ thường được nghe ở những tình cảm trai gái. Với hai thằng con trai, yêu nhau, hôn nhau, trao nhau những lời yêu thắm thiết, rồi chắc là nó còn... Thôi thôi, bà thấy thật rùng mình và nghẹn ngào. Thoáng nhìn hành động của thằng con, bà đã biết được phần nào lý do. Bà đã từng nhủ thầm trong bụng, hy vọng mình đã quá đa nghi. Nhưng càng ngày bà càng nhận thấy, thằng con của mình suy sụp và trở nên cáu gắt hơn. Bình thường, nó là một đứa con dễ thương, luôn bu quanh giúp đỡ bà từng việc lặt vặt, không hề tỏ ra mệt mỏi. Nhưng giờ đây, nó luôn trong tâm trạng dễ kích động và thường xuyên lẩm nhẩm một mình. Bà lo lắng trong lòng nên không dám sai nó làm việc gì cả. Phàm chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Một dòng suối đang thỏa sức tuôn chảy, tự nhiên bị tác lực nào đó chặn ngang mà không có lý do. Một tình yêu đang rực lửa thắm thiết, bỗng một ngày, người kia nói chia tay mà chẳng cho biết được lý do vì sao, lý do gì dẫn đến kết cục mà cả hai người đều không muốn như vậy. Nam nằm lì trên giường đã 2 ngày mà không nói năng, ăn uống gì được. Nó tiều tụy nhìn thê thảm như một người bị bệnh lâu năm, sắp lìa trần. Bà Trung thất thần đi tìm người yêu của đứa con trai mình, thằng Nhân. Dù trong lòng bà lại ứa nghẹn, lại đau khổ, nhưng vì đứa con bà phải đội nón cất bước đi. Bà già tìm đến ngôi trường mà Nam đang theo học, nhớ lại lá thư mà bà đã vô tình đọc được tình yêu của hai đứa, mà bà biết đó là thằng Nhân. Trong lớp của Nam có đến 3 người tên Nhân, bà lại tiếp tục dùng trí phán đoán. À, bà già nhớ đến những bức thư. Cái bàn trống kia là bàn của con bà. Thằng Nhân trong bức thư là người ngồi trên bàn của Nam một bàn. Thế là bà đã biết được Nhân trong chuyện tình của con mình là ai. Bà Trung yêu cầu giáo viên phụ trách tiết học đó cho gặp Nhân vì có việc gia đình riêng. Hai người cùng nhau ra ghế đá ngồi. Trước tiên, bà già hỏi một số câu trắc nghiệm để biết chính xác đó có phải là người bà cần tìm hay không. Con có chơi thân với thằng Nam nhà cô không? Bà hỏi với vẻ mặt cố gượng nét vui vẻ. Dạ, cũng có chút ạ. Có phải con là người bạn thường xuyên chở con cô về giúp không con? Dạ vâng ạ, con và Nam hay đi chung xe. Mà sao 2 bữa nay Nam không đi học hả cô? Con cứ từ từ. Thế cô hỏi thật, ngoài tình cảm bạn bè ra, hai đứa còn mối quan hệ nào khác không? Dạ, cô hỏi vậy là sao ạ? Quan hệ khác là quan hệ gì ạ? Cô đã biết hết cả rồi. Con đừng giấu cô, con của cô không bình thường về giới tính, cô buồn lắm con à. Nhưng vì là con của cô chấp nhận thôi. Nhưng cô hỏi con, mấy bữa nay hai đứa có gì không? Bất thần một lúc vì sự bất ngờ trước những câu hỏi của mẹ Nam, Nhân mới trả lời. Dạ, tụi con chia tay nhau rồi cô ạ. Cô cũng đoán là thế. Mấy bữa nay nó bỏ ăn, bỏ học, cứ nằm lì trên giường, bởi thế cô mới tìm con đây. Sao cô? Sao Nam lại thế được ạ? Chuyện đó là chuyện của hai đứa, làm sao mà cô biết được? Con cố gắng chiều ghé qua nhà cô một tí được không? Dạ, chiều con sẽ ghé qua nhà cô ạ. Vậy thôi cô về, gặp lại con sau nhé. Bà Trung như nhận được một phần lo lắng. Bà rời cổng trường rồi toạt qua chợ để chuẩn bị bữa chiều.
và trong đầu suy nghĩ những vấn đề sắp diễn ra mà bà phải giải quyết. Tan trường, Nhân qua nhà Nam, nhưng cậu trai cứ lấp ló ngoài cổng nhà chứ không dám vào. Cậu chẳng nghĩ được mình phải làm gì khi đối diện trước Nam và trước bà Trung nữa. Suy đi tính lại một hồi, cậu bỗng nghĩ đến những cảm giác và Nam và bà Trung đã phải trải qua. Trong đó mình là người cầm chốt vấn đề, Nhân cố mạnh dạn bước vào. Bà Trung ngồi trước lan can với ánh mắt chờ đợi. Cũng vào giờ này hàng ngày, bà chờ đứa con của mình trở về. Nhưng hôm nay bà cũng tâm trạng chờ đợi khác với thường nhật. Bà chờ đợi cứu tinh của con mình, thằng Nhân. Nhân bước vào nhà Nam với một tâm tư bối rối. Chính Nhân cũng chẳng hiểu được mình nghĩ gì nữa. Cái nguyên nhân gây ra bản án hôm nay khiến Nhân phải suy lường nhiều điều. Gắng nghẹn người để mở cửa khóa phòng của Nam, bất chợt nước mắt muốn tuôn trào khi nhìn thấy hình ảnh của người mình yêu, tiều tụy, sơ xác. Quên hết những ưu tư suy nghĩ trong đầu mình, chàng trai chạy ngay đến bên Nam, ôm chầm lấy cậu. Giờ này thì còn biết nói gì nữa ngoài khóc và khóc. Nam khóc, Nhân khóc, và bà già suốt đời tảo tần vì con cũng khóc. Nhưng mỗi người một tâm trạng khóc riêng, kẻ hạnh phúc, người hối hận và người như được cứu sống thêm một lần nữa. Bà Trung vừa khóc vừa cười nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng để dành không gian riêng cho đôi trẻ. Sao anh lại chia tay em trong lúc chúng ta đang yêu nhau? Sao anh không cho em biết lý do hả anh? Anh yêu em nhiều lắm. Nhưng gia đình anh đã nghi ngờ anh rồi em à. Anh sợ gì hả anh? Sợ bị kỳ thị, sợ bị tai tiếng, sợ bị người khác khinh vì chúng ta là người đồng tính phải không anh? Nhân chẳng nói được gì trước những lời nói thốt lên từ con tim yêu của Nam dành cho mình. Nam cúi mặt xuống, lầm lũi, khóc. Nam cố gắng đưa ra những lập luận về cuộc sống đồng tính cho Nhân thấy cả hai đều có thể có hạnh phúc nếu biết cách sống thật tốt, thật có ích. Hai người tâm sự một buổi lâu đến 8 giờ tối. Bà Trung vẫn chờ đợi. Bà chờ xem thử Nhân có phải là vị cứu tinh của con mình hay không, hay một lần nữa làm cho cả hai mẹ con thất vọng. Mãi đến khi hai người bước ra khỏi phòng với khuôn mặt yêu đầy hoan hỉ, nụ cười của người con trai khiến bà già gần 60 nhẹ nhõm. Thật sự khó có thể có ai chấp nhận được con mình là gay, lại còn vun đắp cho tình yêu của chúng nó nữa. Chính bà cũng chẳng hiểu sao mình lại làm như vậy. Bà chỉ nghĩ đơn giản rằng nó là khúc ruột của mình, nó là điểm tựa duy nhất của mình, và cũng đã có lần bà nghe được người ta nói, đồng tính không phải là bệnh, người đồng tính cũng có khả năng xây dựng và làm đẹp cuộc sống. Hãy yêu thương và đối xử với họ như những người bình thường khác, vì chính họ và bạn cùng có một trái tim yêu thương, chia sẻ, nước mắt cùng là nước mắt và dòng máu cùng đỏ. Cái thông điệp đó đã thúc đẩy bà chấp nhận sự thật của con mình, để rồi bà tô duyên cho cái hạnh phúc của con mình mà nó cũng cần phải có. Thời gian dần qua, hạnh phúc đã thật sự đến với hai chàng trai. Hiểu rõ được mục đích sống, chân lý bất diệt là tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Cả hai đã phấn đấu học tập, phấn đấu làm việc để được có ngày hôm nay. Nhân giờ là phó giám đốc, điều hành một tập đoàn lớn do nước ngoài đầu tư, còn Nam là tiến sĩ của ngành tâm lý học tốt nghiệp ở nước ngoài. Một cái Tết nữa lại về, một năm hạnh phúc của cả hai lại về. Hôm nay cả hai đứng trước bàn thờ bà Trung, dâng nén hương lòng lên bà như là một lễ báo công và một lời tri ân đến người gắn kết cho họ. Cả hai đã không làm bà Trung thất vọng, bà mẹ đã yên lòng nơi chín suối. Thầm nhớ đến những sự bao dung của bà khi biết được những sự trái ngang về giới của con mình, sự hy sinh khi phải nén lòng đi tìm Nhân, tìm lại để gắn kết cái hạnh phúc nghịch đời mà thế gian cho nó là ghê sợ. Nắm tay nhau và cho nhau tình yêu thắm thiết, cả hai tự hỏi rằng trên đời này có được bao nhiêu người như thế. Nghe xong câu chuyện vừa rồi, mình cảm thấy thật nhẹ lòng và cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống vì có những bà mẹ vô cùng tuyệt vời. Đúng là như người ta vẫn nói, mẹ là tất cả, là cho đi chẳng nhận lại bao giờ. Tấm lòng bao dung của người mẹ trong chuyện khi biết con mình là gay là một chất kết dính tuyệt vời để tạo nên một tình yêu đẹp đẽ của người con. Ôi, mẹ thật là vĩ đại, xã hội chúng ta cần lắm những tấm lòng như thế. Để khi tôi nói tôi là gay sẽ không bị người đời ghẻ lạnh xa lánh.